Hello, Ngợi xin chào quý anh chị và các bạn nha. Ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng với Ngợi đi về một cái động tác khác khá là hay luôn các bạn ha. Cái động tác này là cái động tác là chúng ta tập với cái nhóm cơ cầu vai này các bạn nè. Đây, cơ cầu vai ha, cái cục chỗ này nè. Đó. Nếu mà chúng ta bỏ sót cái nhóm cơ này thì nó hơi phí ha các bạn ha. Như vậy thì chúng ta tập cái đó, cái nhóm cơ cầu vai đó với cái ghế này. Đầu tiên là các bạn có thể điều chỉnh cái ghế này á một cái góc khoảng 60 độ cho tới 70 độ so với mặt đất ha các bạn ha. Đó. Xong rồi chúng ta phải lựa chọn cho mình một cái khối lưng tạ nó phải phù hợp nha. Đây. Ha, các bạn ha, đầu tiên chúng ta hạ thấp trọng tâm, chúng ta ngả người vô đây. Đó các bạn ha, hai tay chúng ta thả lỏng thẳng nè, chân chúng ta lùi về sau. Đó, sau đó chúng ta nắm như thế này ha các bạn ha. Nè, kéo lên nè, nhớ là hai tay chúng ta chỉ nắm tạ thôi các bạn ha, và thả thẳng ha. Chúng ta dùng cái cơ cầu vai của mình đó, chúng ta đẩy lên, kéo lên này các bạn nè, thấy không? Đây. Đó, lên thở ra ha, xuống hít vào. Thở ra. Đó, ở cái động tác này các bạn này, Ngợi có một lưu ý cho các bạn đó là gì, trong suốt cái quá trình mà chúng ta đẩy á các bạn, cái chân của chúng ta nhớ là phải bám sát xuống cái mặt sàn ha các bạn ha. Rất là nhiều người bị trượt ra như vậy nè, nó sẽ nguy hiểm. Nếu mà trượt ra như vậy thì các bạn có thể ngồi xuống đây luôn, các bạn có thể ngồi xuống luôn ha. Đây, các bạn có thể ngồi xuống luôn nè. Đây, nếu mà các bạn sợ bị trượt thì các bạn ngồi thẳng xuống luôn. Rồi các bạn đẩy lên, một, đó, như vậy thì nó tránh được cái rủi ro mà chúng ta không mong muốn ha các bạn ha. Như vậy thì Ngợi mới hướng dẫn cho các bạn tập cái cơ cầu vai này dựa vào cái ghế này với cái tạ tay. Nếu như các bạn còn cái gì thắc mắc thì các bạn nhớ để lại những comment bên dưới, Ngợi sẽ giải đáp trong những video clip sắp tới ha các bạn ha. Xin chào tạm biệt.